Thưa quý vị, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 14 năm 2023. Đây là hoạt động được Trung ương Đoàn tổ chức thường niên. Đến dự lễ tuyên dương có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng lãnh đạo các ban ngành Trung ương. Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm khen thưởng, động viên, tôn vinh những đoàn viên, thanh thiếu niên đang trực tiếp lao động, sản xuất tại doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Năm nay, 54 thanh niên tiêu biểu có tay nghề cao, có thành tích lao động xuất sắc, có nhiều ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất đã được vinh danh. Đây là những cá nhân tiêu biểu được xét chọn từ 157 hồ sơ của các tỉnh thành đoàn trong cả nước. Tôi cảm thấy rất là vui và cũng rất là hãnh diện khi mà được một trong 54 thanh niên được công nhận trong cái tuy nhiên trong cái buổi lễ lao động giỏi. Mình luôn phải tìm tòi, học hỏi và luôn xây dựng những cái điểm tốt để cho cải thiện. Thứ nhất, cải thiện trong cái công việc hiện tại của mình và góp một phần nào đó để mà mình đóng góp để xây dựng đất nước. Nhận được cái giải thưởng là người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm nay thì đây là một cái vinh dự, có lẽ là lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất trong đời. Và với cái vinh dự này thì em cũng muốn gửi gắm đến các bạn đoàn viên thanh niên là hãy cố gắng, hãy nỗ lực và không ngừng ước mơ. Bởi vì người ta nói là không ai đánh thuế với ước mơ của mình. Chỉ có khi nào mà mình không làm thì mình mới không đạt được thôi. Còn nếu mà mình đã làm thì chắc chắn sẽ có ngày mình sẽ được ghi nhận và mình đạt được thành công. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng những người thợ trẻ xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương sẽ sáng tạo hơn nữa, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn, đạt những thành tích cao hơn, xứng đáng là những hạt nhân, là tấm gương sáng, lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy thanh niên trong đơn vị, ngành nghề, địa phương cùng nhau phát triển. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ luôn gắn bó, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương 54 gương người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2023. Đồng thời đề nghị tổ chức đoàn thanh niên các cấp cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý các cấp bộ đoàn cần tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa để thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, tôi tin tưởng sâu sắc rằng với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, các bạn đoàn viên thanh niên nói chung và công nhân lao động trẻ nói riêng sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, sức trẻ, sự sáng tạo, nỗ lực phấn đấu rèn luyện để ngày càng có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tài năng thế hệ trẻ. Cần có cơ chế chính sách cụ thể và phù hợp để tạo điều kiện tốt hơn cho lực lượng lao động trẻ nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.